Tại vì một số anh em có hỏi mình, cho nên là mình phải làm một cái video để giải đáp thắc mắc cho anh em. Đầu trâu đa năng á hả? Đó mà thấy chưa, đây con gần thấy cái đầu này, con nó lố đầu đó. Đâu đâu đâu, từ từ đây coi. Phân bón NPK bổ sung vi lượng đầu trâu NPK 18 14 7 cộng TA nảy chồi ra lá tăng trưởng mạnh. Ồ rồi ok. Được. Cái mà thấy tăng cao tao có cái bộ nào khó không? Thì đúng không? Có bộ nào khó. Chỉ không? Có cái loại này, đây cũng là đầu trâu đa năng này đúng không? Thì tao dùng miết cái này thôi chứ. Cái này. Đây. Tao nói thấy bộ tư bộ. Một bộ này anh mua bao nhiêu ký? Bao nhiêu tiền? Một bộ này là 400-700 ngàn. Là bao nhiêu ký? 25 ký. 25 ký. Cách đây năm ngoái là năm ngoái ngàn là nó có 275 rồi, mà năm nay là 400 bả. Chào anh em nghe, bữa nay làm cái video quay thu hải đường. Sẵn sẽ phỏng vấn ông Anh đây nè. Một số thông tin về cái cách trồng thu hải đường sao cho nó đẹp. Mà thấy đâu mà. Do thể phân đất là bình thường thôi chứ nó không cần nhiều phân. Đâu đâu, ví dụ để trồng một cái chậu mà nó đẹp xum xê như vậy nè. Thì giờ là làm sao? Thì trồng thì 3 cái. Cái chậu này anh trồng mấy cây? Đã nó nhỏ quá, hồi ta trồng 4 cây nè, em thấy nè, trên đây nè, toàn bộ 3 cây không nè. Đâu? Đây nè. 3 cây hả? Ừ. Trồng 3 cây đây 3 hả? 2 đây cho mấy nè. À, cái này loại nhỏ này đúng không? Ừ, 3 cây. Đợi con nhỏ xí mà. À, 3 cây rồi, ok. Đây nè. Dạ. Nó họ một cây nè. Đâu? Cái gì? Một cây đó hả? À, chứ tôi nói lố mày nè, bây giờ mày mua cái đập có ổn gì mày thấy. Dụng một đất gì mày thấy. Một cây này là anh trồng từ tháng nào? Ê, trồng anh... lượt. Trồng một lượt luôn mà sao mình nó... Cái thằng này là cái thằng gốc. À, nó, cái đây một cây này đúng không? Một cây một cái nè. Rồi, một cây một. Một cây hết cái nè, ở thằng giữa này mày thấy không? Rồi, ok. Một cây một đó hả? Hèn chi. Nhưng mà anh trồng hơi sớm đúng không? Cái một cây đây anh trồng từ tháng nào? Cũng trồng ấy một bữa với thằng đó luôn. Nhưng mà cái gốc cây mẹ hả? Gốc cây mẹ thì nói làm chi nữa. Thì vậy. Quan trọng là gốc cây con đó chứ. Đó, gốc cây con đó. Gốc cây con là một bụi là 3 cây đó. Rồi ví dụ như một bụi lên đi ha. Ừ. Là bữa anh trồng bữa nào ha? Trồng đâu hình như là đầu tháng 9 mà tao bữa trồng mà. Đầu tháng 9 đó hả? Ừ. Bữa nay là mùng 10 tháng 10. Cho nó tháng rưỡi đi. Cho tháng rưỡi hả? Gì đó mấy ngày đó tao không nhớ. Đây. Ví dụ như đây là một bụi nè. Ừ. Trồng đầu tháng 9 tới bữa nay là một tháng mấy mà được bao nhiêu hả? Nhưng mà ý là phân đất rồi tỷ lệ đất bình thường. Ý là tỷ lệ sao nó chứ? Nó không có cần phân nhiều. Không cần phân nhiều hả? Ừ. Ăn uống nó cũng dễ nữa, nó cũng nhẹ nhẹ phân chứ nó đâu có ăn mạnh như mấy. Không cần phân nhiều chứ nó cần cái gì mà nó lớn ầm ầm vậy? Thì nói chung phân bò giá thể nó vừa thôi. Phân bò giá thể vừa hả? À, rồi còn xa này mình cho nó ăn cái phân kia mà ăn nhẹ 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 chứ nó cũng không cần ăn mạnh. Ví dụ tỷ lệ nó bao nhiêu phần trăm phân bò á? À, không có tô tỷ lệ đâu. Mà đoán được. Chứ sao? Chứ làm sao mà cho nó? Nói chung là phân thì nó ít phân đất trong đi, phân nó nhiều đất cho nó chết nè. Thì anh làm anh mới có cái tỷ lệ hay là gì đó chứ tự nhiên. Tô mà tô đồ của đăng ra đó là tô sốc tô đi thôi chứ. À sốc đi thế hả? Mà chưa bấm lần nào á. Nói chung là cũng sốc đại chứ không có tỷ lệ gì đúng không? Ừ. Cái bữa nó là bữa bấm lần đấy. Cái này nè, không nhâm mục nữa thì bấm này. Ví dụ như cái ngọn đây không nhâm mục á hả? Ừ. Là bấm mà. Nhưng mà anh tưới cái phần gì mà nhâm như mục dữ vậy? Thì tôi tứ đầu trâu đa năng, tôi tứ đạo tâm sản cầu lên kia mở. Thì tôi nuôi lố đâu. Đầu trâu đa năng á hả? Ừ. Đâu? Cái lụ đâu? Đây thấy chưa? Đầu trâu đa năng á hả? Đó. Đâu sao mình giống một phân tím quá vậy? Thì cái đó nó hột xanh hột tím đồ đằng đó mở. À hột xanh hột tím hả? Ừ cái này. Đầu trâu đa năng hả? Ừ. À. Lúc nào trong đĩa sáng đây cho tôi đầu giáo vậy đâu nè. Ủa chứ rồi anh có tưới thêm GAB gì nữa không mà sao nó để nhánh dữ vậy? Để biết nó. Nhưng mà là nó ăn ở đâu? Nó ăn là của mấy anh kia nè, mấy anh kia nó là còn cái cạn cái bỏ là tao mới cho nó ăn á. Nó ăn ngon lành như mấy anh kia đâu. Nhưng mà ý là em cứ suy nghĩ là sao mà nó nhảy một chữ vậy, không biết cho nó cái nó gì đó. Nó tự ăn hết mấy anh kia ăn đâu còn cái cạn cái đồ dưới cái cá đâu là nút vô. Nó ăn ngon lành nè, dọn ăn thừa đó. Dạ mà sao mà nó tốt dữ vậy? Cái này mấy cỏ này là bữa nó nhỏ quá, tầm nó lấp nhọn luôn nè. Phải sợ. Đó. Người ta trồng cái miếng giống này. Đó. À.
tôi trồng đi lại đi giống này. Đây là một bụi thôi đó hả? Ừ. Thì đó là nhỏ bên tôi trồng bốn một nè. À, thì nhỏ quá đi ta trồng rồi đi giống nó. Dạ. Ủa một bụi xung mình nó quá trời vậy. Ừ. Chưa nhả đâu, ít nhả nữa nhả gì vậy? Đúng rồi. À, có thằng cu kia nó trồng thu hai đường. Nhưng mà nó chậm lớn rồi lâu lâu nó chết cây, nó là do gì? Chết cây sao cái đại từ hồi tôi trồng nó không chết á. Nghe nè, đâu có thấy nó cháy đâu. Thì em trồng em có thấy nó cháy đâu. Ừ, mình lấy mà sao nó chậm nó chết cây. Còn nhỏ quá mà cứ cho uống sữa ái quá nó còn nó cháy chứ thế vậy. Thì em khi mà người ta họ hỏi em cứ không biết lý do không, sao không, luôn. Má không có cho ăn nhiều không chứ cái thằng này nó đâu có chịu ăn nhiều. Không chịu ăn nhiều đúng không? Ừ, cho nó ăn vừa lỡ lỡ chứ đâu có ăn đậm. Lỡ lỡ là khoảng là như thế nào? Thì ví dụ như số thằng Thọ đây một gố thế nữa, trong ví dụ thằng Thọ đây một gố hả? Thọ đó có gố đó, lần Thọ một gố thì nó có nửa gố cho mấy. Dạ. Không, ý là tỷ lệ là BK là bao nhiêu? Toàn chỉ có cho, toàn cứ mua bồ phần đầu trâu đa nang, ta bỏ đằng kho kia vậy. Thấy hết rồi thì xuống ta mua bồ kho. Tí nữa đột nhập vô kho xem. Đó, vô chỉ cho coi nè. Gần hết rồi thì chuẩn bị chở bồ nữa rồi đó. Dạ. Nhưng mà ý là sao mà nó nhảy một dưới vậy? Em đang đâu suy nghĩ nè. Biết. Đó. Cái cô trồng bình thường lắm. Có nghĩa là anh cứ tưới bình thường là nó vậy thôi đúng không? Chứ đâu có cái bí quyết gì thêm đúng không? Bí quyết vậy. Ờ, đâu bí quyết gì đâu anh em, không có bí quyết. Đâu mà trồng cây mà bí quyết là chỉ cho họ chứ cần gì hết thử. Rồi rồi, vô xem cái bộ phận. Còn nói chung là anh cho nó tưới phân bình thường đúng không? Không có gì đặc biệt đúng không? Không có đẹp bị gì. Tự nó vậy thôi đúng không? Ừ, không ông thì nó mấy ông tới đây là tự mấy ông tự đưa phân cho tưới luôn. Ờ. À, đúng đó rồi. Thôi đột nhập vô xem cái vô mà coi đang thao to còn là cái bỏ bồ đó xăm trong có bỏ bồ nổ chứ. Đây nè, vô xem tiện anh em vô xem phân lạc rồi luôn. Tại vì một số anh em có hỏi mình cho nên là mình phải làm cái video để giải đáp thắc mắc cho anh em. Bồ này là bồ có một con hè đây mà thấy không? Ồ, đầu trâu đa năng á hả? Đó mà thấy chưa, đây con gần thấy cái bộ cái đậu này tôi nó lố đầu đó. À, đâu 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 coi. Phân bón NPK bổ sung vi lượng đầu trâu NPK 18 14 7 cộng TAE nảy chồi ra lá tăng trưởng mạnh. Ồ rồi ok được. Nhưng mà thấy tăng thao tao có ghế là bồ nào khó không? Hey. Đúng không? Có bồ chỉ có cái loại này, đây cũng là đầu trâu đa năng này đúng không? Thì tao dùng miết cái đại thâu chưa? Đây. Đây. Tao nói hết bồ tư bồ. Một bồ này anh mua bao nhiêu ký? À, bao nhiêu tiền? Một bồ này là 400-700 ngàn. Là bao nhiêu ký? 25 ký. 25 ký. Cách đây năm ngoá ngàn là nó có 275 rồi mà năm nay là 400 bả. À, mắc dữ vậy. Nó lên 200 ngàn bồ nữa đó, cái dịch sang nó lên 200 ngàn bồ á. Dạ. Yeah. Nó lố này mà cái đây là của thằng Quang Trị chứ của thằng nào? Quản trị hả? Ừ, đó nè. À, Bình Điền Quản trị nè. Bình Điền Quản trị rồi, ok. Mẹ chứ cứ kêu giáo biết giáo trị. Lộn gì đó. Rồi mọi người, sau khi mình đã review vòng vòng cho mọi người xem, mình đi thị sát vô trong kho, tìm hiểu phân lạc rồi tưới như thế nào, thì mọi người cũng đã xem hết rồi. Thật ra thì chủ yếu là mình tưới phân gì thôi. Nha, chủ yếu là mình tưới phân gì, còn cái chuyện mà ví dụ như là liều lượng bao nhiêu thì rõ ràng là chúng ta nên tưới theo cái hướng dẫn của nhà sản xuất là được. Đó mọi người, như vậy là bữa nay là mình đã làm một cái video là giải đáp thắc mắc cho mọi người rồi đó nha. Nếu mọi người thấy kênh mình hay ý nghĩa thì nhớ bấm đăng ký kênh. Có cái gì hay ho nữa thì mình sẽ quay lại mình chia sẻ cho mọi người. Giờ thì cũng xin kết thúc nha. Chào tạm biệt hết mọi người.